Rồi, hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Tôi là cảm ơn các bạn đã quay lại kênh của Kiều Đức. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay thì mình cũng nói những vấn đề như thế này mọi người. Thì bây giờ cá trên bạch tử các bạn mùa này rất là ít luôn á. Không còn mấy năm trước thì rất là nhiều, nhưng mà năm nay thì bây giờ thì mới là đầu mùa nhưng mà vẫn chưa thấy cá bạch tử gì hết trơn á, rất là ít. Và cũng như là chưa, bây giờ là buổi lần là cá bây giờ đã có rồi, nhưng mà bây giờ năm nay thì bây giờ cũng chưa thấy gì hết luôn, chỉ có ít con, vài con thôi, cho nên rất ít, cho nên không biết là sao nữa. Phải chờ thời gian tới sẽ như thế nào thì sẽ ta sẽ biết hơn. Còn bây giờ thì mình cũng đang đặt mấy cái chỗ mà người ta vớt cá trên bạch tử trên bột với mọi người ở xét xong á, cho nên thì bây giờ vẫn đang chờ đợi xem như thế nào á, cho bây giờ cũng chưa. Nhưng mà năm nay thì hơi bị muộn nha, năm nay cực kỳ muộn hơn những năm ngoái, năm vừa rồi hay là năm kia rồi thì là mấy năm trước thì bây giờ đã có và chuẩn bị rộ đầu mùa rồi, đã có rất nhiều rồi. Rồi năm nay thì lại ít và khan hiếm, không biết là sao. Và tình hình thì giờ thì cũng đang rất là ở đâu cũng có luôn á, nhiều thiệt. Rồi mình cũng thông báo như vậy mọi người biết như vậy thôi, cho nên là chưa biết ra sao. Hy vọng là sẽ có, nếu mà có thì mình sẽ đăng video cho mọi người biết. Và là mọi người, nếu có bạn nào, cô chú anh chị nào muốn mua thì có thể liên hệ ở dưới mình ha. Thì bây giờ chưa có, nhưng mà giờ chừng nào có thì mình sẽ thông báo sau. Rồi chỉ lên những video ngắn như vậy thôi. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công. Chúc mọi người trong cái gần tới Tết Dương Lịch rồi. Thôi, năm nay thì chúc sang năm mọi người nhiều sức khỏe và thành công hơn nha. Bye bye mọi người.